Đã bao lâu rồi bạn không tâm sự với bố mẹ? Đã bao lâu bạn không nói lời yêu thương? Và bao lâu bạn không cầm bút, viết một lá thư hay gửi một lời cảm ơn cho cha mẹ? Có vô vàn câu hỏi được đặt ra mà phải mất rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi này. Những việc làm này từ nhỏ đã được thực hiện rất nhiều. Thế nhưng khi đã lớn thì thói quen đó dần bị quên lãng. Để giúp cho những người trẻ có cơ hội được viết lời yêu thương gửi tới các bậc sinh thành, Chùa Phúc Hưng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc thi viết Vu Lan Hướng Tâm Hiếu Hạnh. Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc thi mà là cơ hội để những người trẻ được nói ra tấm lòng của mình với cha mẹ. Con không viết những dòng này vào ngày lễ Vu Lan hay ngày nào khác. Con chỉ viết những dòng này vào ngày hôm nay. Một ngày thật bình thường khi mà con cảm thấy thật sự nhớ mẹ, thật sự phải nói lên lời suy nghĩ, tâm tư của mình để mẹ có thể thấu hiểu được. Với cả thế giới, mẹ chỉ là một người, nhưng với con, mẹ là cả thế giới. Con không nói con yêu mẹ, con sẽ nói rằng con ước sẽ trở thành con của mẹ một lần nữa. Cũng rất lâu rồi, Phật tử Ngọc Bình, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mới có cơ hội viết lên tình cảm, sự biết ơn dành cho cha mẹ của mình. Giống như nhiều bạn trẻ, càng lớn, Ngọc Bình càng ít chia sẻ, ngại thể hiện tình cảm đối với đấng sinh thành. Tuy nhiên, khi được học giáo lý Đức Phật, được Chư Tôn Đức giảng dạy về chữ hiếu và nói lời yêu thương với cha mẹ, Ngọc Bình đã mạnh dạn viết lên tình cảm, cảm niệm công đức sinh thành đối với cha mẹ. Với giới trẻ ngày nay thì thật sự là em cảm thấy rằng là hầu như các bạn đang ngại chia sẻ và không dám mở lòng cởi mở với bố mẹ về vấn đề này. Thì em nghĩ rằng là cái này mình cần phải cải thiện. Và em thì cũng như các bạn khác thôi, thật sự là ban đầu khi mà được biết về cuộc thi này em rất là ngại ngùng chia sẻ. Nhưng mà em nghĩ rằng là nghĩ lại 18 năm qua thì mình cũng chưa có thật sự lần nào nghiêm túc để nói về bố mẹ trước nhiều người như thế này. Thì em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để em có thể chia sẻ cũng như là có thể khẳng định là mình có thể trưởng thành hơn trong 18 năm qua. Trải qua hơn một tháng phát động cuộc thi Vu Lan Hướng Tâm Hiếu Hạnh, ban tổ chức đã nhận được 40 bài dự thi từ khắp các nơi gửi về. Mỗi bài viết là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau và đều thể hiện những điều thầm kín tận đáy lòng về cha mẹ, chân thành nhất. Đối với em thì cuộc thi này rất là ý nghĩa và em mong rằng sau này thì chùa sẽ tổ chức ra thật là nhiều cuộc thi như này để các bạn trẻ có thể gửi gắm đến bố mẹ mình những lời nói mà không dám nói ra từ trong lòng của mình. Các bạn cũng có thể nói lên được suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Có những cảm xúc được giấu từ rất là lâu mà các bạn ý chân thật, các bạn ý viết ra cái cảm xúc của mình. Và ở nơi đấy thì thấy là các bạn ý dù cho không có nhiều nhưng mà cũng có một chút thời gian, một chút khoảng lặng để các bạn ấy trở về đúng thật với chữ hiếu của mình. Và nhà chùa rất xúc động khi đọc các bài thi của các bạn ấy. Và nhiều bài thi cũng đã âm thầm rơi nước mắt với những trang viết và những cái tâm tư của các bạn ấy rất thật. Có những bài viết vô cùng xúc động, những câu chuyện ý nghĩa về lòng hiếu thảo, tình thương yêu của con cái đối với cha mẹ, qua đó góp phần tôn vinh hạnh hiếu trong xã hội hiện nay. Đây chính là giá trị tinh thần to lớn và ý nghĩa sâu sắc của chương trình Vu Lan Hướng Tâm Hiếu Hạnh mà Chúa Phúc Hưng mong muốn đem lại.